Bát Tiên truyền kỳ, Hán Trung Ly tung hoành trận mạc, Lý Tiên Nhân hỏa kích phá mê. Phần 2, kỳ 1. Trung Ly nguyên soái nổi giận, đâm Bất Dự một thương. Bất Dự đưa siêu đao ra đỡ, đôi bên đánh nhau 80 hiệp cầm hòa. Bất Dự biết mình thắng không nổi, liền giả thu bỏ chạy. Trung Ly nguyên soái thừa thắng đuổi theo, Bất Dự bắn lén, Trung Ly nguyên soái tránh khỏi, tiền bày sát bên tai. Quý vị và các bạn thân mến, trận giao tranh khốc liệt giữa Trung Ly nguyên soái và tên tướng giặc thống lĩnh phe Bắc Phiên là Bất Dật sẽ tiếp tục diễn biến ra sao? Cơ duyên nào khiến cho nguyên soái Hán Trung Ly thoát khỏi thảm cảnh trốn xa trường, binh lừa, trận mạc, rời xa nơi đầu tên mũi giáo để lập chí tu đạo thành tiên? Ngay sau đây, Minh Đức và ban biên tập chương trình Đông Tây Kim Cổ xin kính mời quý khán thính giả cùng khám phá, lý giải những sự tích và huyền sử ly kỳ về vị tiên thứ hai trong sổ Bát Tiên này nhé. Vị tiên thứ hai, Hán Trung Ly. Hán Trung Ly, họ là Trung Ly, quê ở đất Yên Đài. Ông hiện thân từ đời nhà Hán, tên thường gọi là Quyền, hiệu là Vân Phòng, làm đại tướng trong triều đình nhà Hán. Khi mới sinh ra, nhà của Trung Ly Quyền đã có điểm khác lạ. Trên nóc nhà hào quang sáng đỏ, ai nấy trông thấy đều khen tụng. Lớn lên, Hán Trung Ly trở thành một vị tướng quân, võ nghệ như thần, oai danh quá cọp. Lại nói, khi triều đình nhận được sớ ngoài biên ải, gửi về xin cấp viện binh, thì có giặc Bắc Phiên đánh phá. Quân Bắc Phiên binh mã trăm vạn, tướng quân Bắc Phiên là Bất Dật uy vũ đại tài, thống lĩnh quân đội bách chiến, bách thắng. Hán Hoàng đế xem sớ thất kinh, liền cử đại tướng Trung Ly Quyền làm nguyên soái, Phùng Dị làm phó tướng, lãnh 50 vạn binh đi tiếp ứng. Vua thưởng ngự tửu xong rồi, hai vị tướng quân tạ ơn, điểm quân ra ải. Khi tới biên cương, Trung Ly Quyền khích lệ binh tướng rằng, từ xưa đến nay, đại quốc phạt tiểu quốc, bây giờ Bắc Phiên hách dịch, dám phạm đến Trung Nguyên. Khác nào, chúng đang chê cười đại Hán ta không có người trí dũng. Lúc này, binh tướng phải hết lòng giúp nước, lập công báo đáp ơn vua. Hãy nghe hiệu lệnh căn dặn. Thứ nhất, đừng động đến lê dân bách tính, phải giữ chữ thanh liêm. Thứ nhì, ra trận hễ nghe tiếng trống thì lập tức xông tới trước. Nếu lui thì xử trảm, gắng sức cho thành công, bản sự sẽ thăng thường. Dặn rồi, dẫn binh tới ải Kỵ Thủy, đóng trại. Hán Trung Ly tung hoành trận mạc. Rạng sáng ngày hôm sau, hai bên ra trận, xưng tên xong rồi, Trung Ly Quyền thấy Bất Dật tướng mạo phi phàm, tay cầm siêu đao quả thực là bậc mãnh tướng. Còn Bất Dật thấy Trung Ly Quyền mặt đỏ tựa lửa, chân mày lưỡi mác, chống cây giáo dài mà nạt lớn rằng: Hán đế đãi dị địch như con đỏ, chẳng dâng lễ cũng không chấp, bằng công sứ thì hậu đãi 10 phần, sao ngươi quên ơn, dám xâm lăng ải Hán? Hay ngươi nghĩ rằng Trung Nguyên không có binh vấn tội đó chăng? Nay lệnh cho ngươi phải lùi binh về nước, nếu nghịch mạng thì chẳng toàn thây. Bất Dật cười lớn đáp rằng: Thiên hạ là của Trung, ai có tài thì lấy được. Hán đoạt của Tần đã lâu, nay phiền lấy của Hán chẳng được sao? Ấy là lẽ thường, không có gì khác lạ. Và lại, thiên hạ đồng đẳng, nước nào như nước ấy, ai lại chịu cống lễ cho ai? Nay ta đã đem binh đến đây, lẽ nào trở lại, quyết một phen thắng bại mới thôi. Trung Ly nguyên soái nổi giận, đâm Bất Dật một thương. Bất Dật đưa siêu đao ra đỡ, đánh nhau 80 hiệp cầm hòa. Bất Dật biết mình thắng không nổi, liền giả thua bỏ chạy. Trung Ly nguyên soái thừa thắng đuổi theo. Bất Dật bắn lén, Trung Ly nguyên soái tránh khỏi, tên bay sát bên tai. Trung Ly nguyên soái liền quay ngựa bỏ về. Ai dè Bất Dật thừa kế đuổi theo. Trung Ly nguyên soái phóng lại một cây thương, Bất Dật tránh không kịp nên bị thương, y thất kinh chạy về. Trung Ly nguyên soái không đuổi theo nữa, truyền lệnh thu binh. Về tới trại, Hán Trung Ly thầm nghĩ: Bất Dật thật anh hùng, nay ta dùng sức mạnh e là khó thắng, ngày mai phải dùng kế mới xong. Vậy là ngay trong đêm ấy, bèn truyền cho hai vạn binh âm thầm mai phục bốn phía. Khi nào nghe tiếng pháo nổ thì đó là hiệu lệnh, nhất loạt xông ra bắt tướng Phiên. Lại truyền quân nấu cơm hồi canh tư để dạng đông giáp trận. Lại cắt đặt thêm một đạo binh để phòng Bất Dật bại tàu, thì đoạt ngựa xe khí giới và lấy dinh.
còn Bất Dật chạy về. Điểm binh thấy thiệt hại vô số, Bất Dật than thở rằng: Trung Ly quyền trí dũng kiêm toàn, chắc đấu lực không lại, mai ta phải lập trận bắn hắn mới được. Nghĩ rồi, truyền quân sắp đặt, đội canh năm lập trận hoàn thành. Rạng đông, Trung Ly nguyên soái kéo binh ra, thấy binh phiên lập trận chỉnh tề lắm, Trung Ly mới khen thầm rằng: Ta ngỡ là Bất Dật chỉ có sức mạnh mà thôi, không dè y lại tinh thông cả trận đồ nữa. Nói rồi nhìn xem cho kỹ là trận đồ bát môn, liền xoay qua bảo phó tướng Phùng Dị rằng: Người biết trận gì đó chăng? Phùng Dị đáp: Mặt tướng không biết. Trung Ly nguyên soái nói: Ấy là trận đồ bát môn kim tòa. Phép phá trận ấy là: trước vào sinh môn là hướng cấn phía đông bắc, rồi trở ra khai môn mới được. Người y lời đem binh phá theo binh pháp, thì thế trận đối phương ắt sẽ loạn, ta sẽ kéo binh tiếp ứng. Phùng Dị vâng lệnh, lập tức đốc thúc binh mã lao vào phá trận theo binh pháp. Quả như dự liệu, quân phiên bị vỡ trận. Phùng Dị hô lớn rằng: Lúc này đã gần thành công, binh tướng phải hết lòng giáng sức. Ngay khi đó, Trung Ly nguyên soái cũng điều binh xốc tới, nội công ngoại kích phá trận tan tành. Chỉ thấy bên phía quân phiên máu chảy thành sông, phơi thây chật đất. Bất Dật bại tàu, bị đoạt khí giới, cướp lương, thiếu chút nữa là mất chạy. Lý Tiên Nhân hỏa kích phá mê. Lại nói về Lý Tuyết Quài, lúc này đang vân du thì thấy điềm lạ, bèn bấm tay bắt quyết. Biết được nguyên Trung Ly nguyên soái vốn tiên thân đạt tiền coi sổ, vi phạm tội phải đọa xuống trần, lại dùng phép túc mệnh thông mà ngó thấy Trung Ly quyền vừa giao chiến sinh tử với Bất Dật. Thiệt Quài ở trên mây giật mình mà nghĩ rằng: Hán Trung Ly đã đến lúc cần phải tu luyện mà trở về với thiên giới, cớ sao còn mải mê chinh chiến nơi này? Nếu để Trung Ly thắng trận, về triều lại được phong thêm quan tước, đường trần danh lợi mê lộ khó qua, chỉ nên khiến cho ông ta bại trận, từ đó ngã lòng thì mới dễ độ. Nghĩ tới đây rồi, Lý Tuyết Quay liền hóa thân thành một lão nhân, mỉm cười đi về hướng soái phủ của tướng quân Bất Dật. Bất Dật từ khi bị phá trận, 10 phần quân binh mất 8 còn 2. Y đang đi ra đi vào, vỗ trán cau mày, than dài than vắn. Sảy thấy có quân lính vào bẩm báo rằng có một lão nhân tướng mạo thần tiên xin vào ra mắt. Bất Dật lấy làm lạ, bèn cho người mời vào. Lão nhân diện kiến, Bất Dật hỏi rằng: Chẳng hay ngài tìm tới soái phủ của tôi có việc gì? Lão nhân nói: Tôi đến mừng cho tướng quân. Bất Dật cả giận quát: Ta đây vừa bại trận, hận khí còn chưa hết, có chuyện gì hay ho mà tới lượt ông mừng? Lão nhân vẫn điềm nhiên nở một nụ cười, nói rằng: Tướng quân nói sai rồi, việc binh thắng bại là lẽ thường tình, trận này hỏng còn trận khác, lẽ nào vừa bại một trận đã vội ngã lòng? Tôi vừa xem sao trời, nhìn dị tượng biết được thời Hán đã suy. Hiện thời binh Hán vừa đại thắng nên ắt sẽ sinh kiêu ngạo mà bất cần buông lơi phòng bị. Và lại tôi biết đêm nay bên dinh Hán sẽ bị một cơn đại hỏa hoạn, nếu binh phiền thừa dịp ấy mà cướp trại thì sẽ chắc thắng 10 phần. Nói rồi giã từ đi mất. Bất Dật bán tín bán nghi, nhưng vẫn truyền quân chuẩn bị cơm nước từ hồi canh 1 để canh 2 đi tập kích doanh trại đối phương. Phó tướng Tất Vật can rằng: Tiểu tướng nghi ngại bên Hán sai gian tế giả dạng gạt mình, vậy ta chẳng nên tin lời ông lão ấy. Bất Dật đáp rằng: Người hoài nghi cũng phải, song ý ta đã quyết. Và lại lão nhân kia nói xem thiên văn, biết đêm nay dinh Hán gặp hỏa hoạn lớn, vậy ta cứ âm thầm kéo quân đi tập kích, nếu thấy lửa ta sẽ lệnh cho binh mã đồng loạt tấn công. Cầm bằng phía doanh trại Hán không có biểu hiện gì, khi đó quân ta chủ động lui binh cũng chưa muộn. Nói rồi chia binh làm 4 đạo, âm thầm mai phục. Về phía Hán doanh, Trung Ly nguyên soái thắng trận khải hoàn, thưởng tướng khao binh thật là rầm rộ. Đến canh 3, phó tướng Phùng Dị thưa rằng: Tuy Bất Dật lần này bại trận, nhưng mãnh tướng tinh binh bên đó vẫn còn đông lắm. Tiểu tướng nghĩ bên ta nên phải cẩn trọng đề phòng quân phiên phản kích cướp doanh. Trung Ly nguyên soái khen phải, lập tức truyền cho Phùng Dị đem quân tuần phòng nghiêm ngặt, còn mình cũng không mảy may khinh suất,
lệnh cho ba quân thủ trại trình tề. Chẳng ngờ vừa tới giữa canh ba, Lý Thuyết Quài hóa phép dùng đại hòa thần thông đốt doanh quân Hán, lại cho nồi gió thần trợ lực, lửa cháy đỏ trời, khói phun ngập đất. Binh tướng nhà Hán hốt hoảng cứu hòa không xong, binh thảo người ngựa thay đều hỗn loạn. Lại vừa nguy thay, đúng lúc ấy hàng vạn hùng mã tinh binh của Bất Dật và phe Bắc Phiên ồ ạt kéo đến bất ngờ. Thế tấn công của giặc mạnh như vũ bão, sự tình bên doanh trại của Hán Trung Ly lúc này quả đúng là nhà dột lại gặp mưa dai, thuyền nan lấp bão, họa tai tứ bề. Không biết nguyên soái Hán Trung Ly lâm đại họa như vậy, làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh trong thì bị lửa thần quay, ngoài thì bị địch vây tứ phía. Với sự an bài và âm thầm điểm hóa của tiên nhân Lý Thuyết Quài, cơ duyên khiến cho vị Trung Ly nguyên soái này xuất phàm ngộ đạo lại càng nhiều tình tiết ly kỳ huyền bí hơn. Sự thể câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Minh Đức và ban biên tập Đông Tây Kim Cổ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem kỳ tiếp theo của series video về Bát Tiên Truyền Kỳ phần 2, kỳ 2 với tựa đề Hán Nguyên Soái xuất phàm tu đạo, thần Đông Huê hóa phép độ trò. Video kỳ này xin phép tạm khép lại tại đây. Nếu quý khán thính giả cảm thấy tâm đắc với chủ đề Bát Tiên Truyền Kỳ này, vậy hãy vui lòng để lại đôi lời chia sẻ và bình luận ở phía dưới video nhé. Minh Đức và Đông Tây Kim Cổ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.